À, các bạn ơi, cái ghế này được quá nè. Được cái là nè, nhúng. Đấy các bạn ơi, bữa nay mình sẽ ăn xoài đỏ của Mexico. Xoài nhỏ xíu à, nhìn nó rất là dễ thương các bạn. Thì cái này là tổng cộng mình mua là 6 đồng mấy, gần 7 đồng, là cỡ cỡ 120 ngàn Việt Nam đồng các bạn nha. Rất là dễ thương nè. Trời ơi, mình rất là thích mấy cái mà nó nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương các bạn. Rất là thơm nha. Mà thơm giống như là cái mùi mà cảm giác là nó sẽ rất là ngọt. Và cái tên của nó là xoài Mexico, xoài ngọt của Mexico. Không biết dịch sao. Nhiều khi á, giống như là mình đọc tiếng Anh á, mình dịch qua tiếng Việt mà sát nghĩa quá thì nó lại không không đúng cái ý các bạn. Trời ơi, siêu dễ thương luôn nè. Mê là rất là mê mấy cái đồ mà đồ chơi, thậm chí đồ chơi nít mê cũng mê, tại nó nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương nè, nhỏ xinh xinh. Wow, nó thơm, rất là thơm luôn nè. Mà nó dễ thương hơn nữa là tại nó để trong này nè, cảm giác nhìn nó sang hơn, đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Cái này là không biết lột từ đâu, lấy con dao cái đó. Oh my god, té. Để mình thử lột từ bên này coi được không. Rất là thơm, thơm quá trời thơm, mà thơm cái mùi rất là ngọt luôn. Đúng là cái tên của nó là Mexico Sweet Mango các bạn. Dòng dòng đó cũng không nhớ tên, nói chung là nó có cái từ Mexico rồi cái từ xoài ngọt. Wow, các bạn ơi, nó ngọt. Nó ngọt ngay luôn á. Nó thơm. Cái này ngon các bạn nha. Rất là ngon, rất là ngọt luôn. Đã vậy còn đẹp, còn dễ thương nữa. Cái này các bạn mua ăn đây. Thiệt luôn. Thiệt luôn, Ray chưa có ăn cái xoài nào mà nó ngọt như là cái trái này. Nó sẽ gần giống như là xoài của Việt Nam mình cắt hòa lọc các bạn nha, gần giống như nó nhưng mà nó sẽ ngọt hơn xoài đó luôn. Wow. Rất là ngon, các bạn thêm trái nữa. Ngon các bạn nha, mua ăn đi. Các bạn may mắn lắm, có review cho các bạn trước rồi. Các bạn ăn là cái nào biết, thấy cái nào dở là khỏi ăn. Nhiều khi á, nhiều khi đi ra ngoài ăn á, mình order đồ ăn dở, tức lắm các bạn ơi, nhất là mình đang nói bụng. Bởi vậy nhiều khi các bạn mà coi video trước khi đi ăn cũng cũng được lắm á, tiết kiệm thời gian mà tiết kiệm tiền nữa các bạn. Có người review cho các bạn. Các bạn cứ coi video của Mary đi, hoặc là cái trái nào các bạn mà nghĩ là hoặc là biết là ở Canada có cho Mary thử cho các bạn trước cho. Nói chung là Mary rất là mê ăn, mời các bạn thêm trái nữa. Xuất sắc. Wow, các bạn ơi. Thật sự là nó rất là ngọt nhưng mà ngọt ngon các bạn nghe, không phải là ngọt giống như là mật ong là nó quá ngọt.
Nó có vị ngọt nhiều hơn là cái vị chua. Châm trái nó mới ngon quá. Trời ơi, trái xoài mới mua để đó hư luôn rồi. Trời ơi, nó ngon lắm các bạn ơi. Mà nó rất là thơm. Cái này là họ tính theo pound các bạn nha. Nên thành ra là khi mà các bạn mua á, là nguyên cái dĩ có thể là giá cao hơn giá Mary đang mua này, hoặc là thấp hơn, họ tính giống như họ cân xong rồi họ tính nha, chứ không phải là tính theo dĩa. Theo dĩa này. Mời các bạn thêm miếng nữa nè. Nhiều nước. Mà thích nữa là nó không có sơ nhiều. Xoài cát và lọc thì mình cảm thấy là nó sẽ thơm hơn, nó ngọt nhẹ nhẹ hơn cái này. Cái này nó sẽ ngọt hơn cái đó, ngọt hơn, nhưng mà hòa lọc thì thơm hơn. Mặc dù cái này cũng rất là thơm. Rồi các bạn ơi, bye bye.